chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Chuyện gì xảy ra với ShinHye? Hết Song Joong Ki, nữ thần hậu duệ mặt trời rút khỏi công ty lại đến một sao đình đám rời khỏi GY. Cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin ba diễn viên đình đám xứ Hàn là Song Joong Ki, Kim Ji Won và một sao nhà GY đồng loạt rời khỏi công ty chủ trong cùng một ngày. Vào ngày hôm nay 17 tháng 12, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nghe tin nhiều ngôi sao đình đám xứ Hàn đồng loạt rút khỏi công ty trong cùng một ngày. Trong đó có tiếp hai diễn viên bước ra từ bộ phim nổi tiếng Hậu duệ mặt trời là Song Joong Ki và Kim Ji Won. Ngoài ra, một nữ diễn viên gạo cội từ tham gia các tác phẩm như Vườn sao băng, Im Jae Jin cũng tuyên bố rời nhóm GY. Trước thông tin này, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao. Không biết vô tình hay cố tình mà trong cùng ngày hôm nay, Song Joong Ki vừa tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Blossom Entertainment sau 7 năm thì lại đến lượt Kim Ji Won rời khỏi công ty chủ quản King Kong by Starship. Trả lời với báo giới, đại diện công ty chủ quản của Kim Ji Won, King Kong by Starship cho biết hợp đồng độc quyền của họ với mỹ nhân hậu duệ mặt trời đã kết thúc vào đầu tháng 12 năm nay. Sau khi thảo luận với nữ diễn viên, cả hai bên đã đi đến quyết định không gia hạn hợp đồng và hợp tác với nhau nữa. King Kong by Starship còn chia sẻ thêm, dù Kim Ji Won không còn là nghệ sĩ của công ty, nhưng họ vẫn tiếp tục ủng hộ các hoạt động sắp tới của cô trong tương lai. Trong vòng 5 năm hoạt động dưới trướng công ty này, danh tiếng và sự nghiệp của cô phất lên như diều gặp gió. Kim Ji Won đã được đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim như Hậu duệ mặt trời, Gia đình là số 1/3, Những người thừa kế. Bên cạnh Song Joong Ki và Kim Ji Won, mới đây ngày 17 tháng 12, nữ diễn viên kỳ cựu Im Jae Jin cũng vừa chấm dứt hợp đồng với GY Entertainment. Đại diện của GY cho hay, sau một thời gian xem xét và thương thảo, nữ diễn viên quyết định không tái ký hợp đồng với GY sau 5 năm gắn bó. Im Jae Jin bắt đầu ký hợp đồng với GY Entertainment vào tháng 1 năm 2014. Vào thời điểm đó, cựu chủ tịch GY Jang Win-sok đã chia sẻ trên sóng truyền hình rằng khi còn nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ và yêu thích nữ diễn viên Im Jae Jin. Nay được ký hợp đồng với nữ diễn viên, tôi không thể nào ngờ được cuộc sống còn xảy ra những điều bất ngờ như thế. Im Jae Jin cũng thừa nhận rằng Jang Win-sok đã từng bộc bày rất ngưỡng mộ bà từ khi còn bé và điều đó đã dẫn tới duyên hợp tác giữa nữ diễn viên và GY Entertainment. Cũng chính vì vậy mà nhiều người đồn đoán rằng nguyên nhân khiến bà dứt áo ra đi cũng một phần liên quan tới Jang Win-sok. Im Jae Jin cũng cùng được nhiều khán giả Việt Nam nhớ đến qua vai diễn mẹ của nàng cỏ Go Hee-sun trong phim Vườn sao băng. Bà bén duyên với điện ảnh từ năm 1976 và ngày càng khẳng định tên tuổi qua các bộ phim nổi tiếng như Vườn sao băng, Highway Way. Chuyện gì xảy ra với ShinHye hôm nay? Hết Song Joong Ki, nữ thần hậu duệ mặt trời rút khỏi công ty lại đến một sao đình đám rời khỏi GY. Không chỉ vậy, từ thời còn thiếu nữ tuổi đôi mươi, nữ diễn viên cũng đã được mệnh danh là tình đầu quốc dân của xứ sở Kim Chi vì vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Có lẽ chính vì vậy mà cựu chủ tịch Jang Hoon-sok đã rất hâm mộ và yêu thích nàng.